Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Thân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mão Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành Ni Mệnh, Bích Thượng Thổ, ngày Tân Sửu tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Bích Thượng Thổ, Kỷ Tuổi, Ất Mùi, Đinh Mùi, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là Tuổi, Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Mùi, ngày Sửu, lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục, xung với Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão. Tuổi xung trong tháng là tuổi Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Âm Đức tốt mọi việc, sao Phổ Hợi tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao Lục Hợp tốt mọi việc, sao Kim Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nhân Cách xấu đối với giá thú, khởi tạo, sao Tam Tang kỵ về cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày có vận khí khá là nhiều khởi sắc khi bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Trong ngày này, mọi thứ đều diễn ra đúng như mong muốn của bản mệnh, bớt đi rất nhiều lo toan, vất vả, trăn trở suy nghĩ trước đó. Nhờ thế mà bạn càng thêm tự tin để đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn nữa và càng tạo ra nhiều giá trị lớn lao hơn nữa cho tập thể. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được nguồn thu nhập tăng tiến nhanh chóng. Chẳng những có khoản thu nhập ổn định từ công việc chính, chỉ dựa vào chút tài lẻ của mình, bạn mệnh cũng có thể sẽ kiếm được việc làm thêm từ bên ngoài giúp cho túi tiền của mình được rủng rỉnh hơn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này sẽ làm giảm đi niềm vui của bạn trong ngày hôm nay khi cái chuyện tình cảm của bạn lại gặp khá nhiều rối ren. Đôi bên có những bất đồng về ý kiến nhưng chẳng ai chịu lùi bước. Với bạn tuổi Tý, bạn và người ấy đều có cái tôi quá lớn, không vì chuyện tình cảm mà từ bỏ những gì mình cho là đúng, khiến cho mối quan hệ rơi vào bế tắc nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này,
Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận khí có nhiều khởi sắc, mọi việc diễn ra được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, bớt đi nhiều lo toan, vất vả, trăn trở suy nghĩ trước đó. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tự tin để đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, thu nhập được tăng tiến nhanh chóng nhờ vào tài lẻ của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, các chuyện tình cảm còn khá nhiều rối ren. Về đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 74, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, cho nên với bạn đang được nhắc nhở cần phải sớm loại bỏ những thói quen trì hoãn của mình nếu như muốn sớm giành được thành công. Và đây chính là vật cản khá lớn ngăn bạn chạm tay tới cái đích cuối cùng mà mình đặt ra bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn gặp phải khó khăn trong việc loại bỏ thói quen ăn sâu biến rẻ, trước hết bạn hãy thử xác định những việc quan trọng để đầu tư năng lượng và tâm trí hoàn thành, thay vì mất thời gian vào những việc không mấy ý nghĩa. Tức là bạn hãy lên kế hoạch với các công việc theo chế độ ưu tiên, cách này sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn nữa bạn tuổi Sửu nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này có thể sẽ khiến cho tâm tính của bạn mệnh khá là thất thường. Với bạn tuổi Sửu, bạn thay đổi quá nhanh đến mức khiến cho mọi người chẳng thể nào nắm bắt được lúc nào bạn vui và lúc nào bạn buồn. Và điều này cũng có thể sẽ gây ra những tranh cãi với đối phương khi mà bạn không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình nữa nhé. Và câu quyết cho bà tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, cần phải sớm loại bỏ những thói quen trì hoãn nếu như muốn đạt được thành công. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nên xác định được việc quan trọng để đầu tư năng lượng và tâm trí. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hãy lên kế hoạch với các công việc theo chế độ ưu tiên. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, làm việc có kế hoạch sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tâm tính thất thường, dễ thay đổi quá nhanh. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 60, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay tiến triển khá là thuận lợi. Bạn mệnh là người có trách nhiệm với công việc mà mình làm, không vì khó khăn trở ngại trước mắt mà bỏ cuộc. Vì vậy, công việc luôn được hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra nữa. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, con đường tài lộc của bạn cũng khá là ổn định. Với bạn tuổi Dần không phải quá lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc, song lúc nào bạn cũng phải nhớ lấy là tích lũy làm đầu để dành một khoản tiết kiệm đề phòng khi có việc cấp bách dùng tới, chứ đừng có tiêu xài một cách phong phí bạn tuổi Dần nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, các chuyện tình cảm của bạn lại không được ý tưởng cho lắm khi bạn đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Tình cảm vợ chồng dễ nảy sinh những mâu thuẫn, hiểu lầm, tranh cãi gay gắt với nhau. Nếu như tình trạng này kéo dài, có thể một trong hai người sẽ dễ có mối quan tâm khác từ bên ngoài đe dọa tới hạnh phúc hiện tại của mình đang có nữa. Về câu quyết cho bà tuổi Dần trong ngày thứ tư này:
Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển được thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa cho thấy sự trách nhiệm vì không có khó khăn nào làm cho bạn bỏ cuộc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, tài lộc trong ngày hôm nay được ổn định, bạn không phải lo lắng quá nhiều. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, cần phải lấy tích lũy làm đầu, phòng khi cấp bách. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình cảm vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm. Về đánh giá của bạn Thủy Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 75, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo, trải qua một ngày đụng độ hung tinh là thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho vận khí của bạn trong ngày hôm nay khá là bấp bênh. Điềm báo tiểu nhân xuất hiện quấy đảo các kế hoạch của bạn, làm cho bạn làm gì cũng gặp trở ngại, đã vậy còn dễ bị hiểu lầm là người tắc trách, thiếu đi sự chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm nữa nhé. Có thể thấy trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, bạn đang trải qua một ngày khá là ảm đạm, nhiều chuyện dồn lên đôi vai khiến cho bạn chỉ muốn bùng nổ, không thể nhờ cậy được ai vì mọi chuyện đều phải tự lực cánh sinh. Dù vậy, với bạn tuổi Mão vẫn phải động viên chính mình, hãy cố gắng lên, kiên trì hơn nữa để không bị khuất phục trước những chiêu trò của kẻ tiểu nhân, kẻ xấu tạo ra, mới mong có được cơ hội lật ngược thế cờ nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, vận trình tình duyên của bạn cũng không được ngũ hành ủng hộ, cho nên không được mấy suôn sẻ cho lắm. Các mối quan hệ giữa bạn và người ấy còn có nhiều vấn đề nảy sinh, mặc dù cả hai vẫn còn dành tình cảm cho nhau, nhưng lại chưa tìm được cơ hội để giải bày tâm sự. Khoảng cách ngày càng lớn khiến cho hai người ngày càng dần xa nhau nữa. Vài câu quýt cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, vận khí khá bấp bênh, điềm báo tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, làm gì cũng gặp trở ngại, dễ bị hiểu lầm, tắc trách. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chỉ muốn bùng nổ khi có nhiều rắc rối dồn lên đôi vai. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cần phải động viên chính bản thân mình, cố gắng lên, kiên cường hơn nữa trước mọi khó khăn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, mối quan hệ đôi lứa còn nhiều vấn đề nảy sinh. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 82, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ gây ra không ít sóng gió cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Thìn, trước hết là ở phương diện tình cảm, hạnh phúc của bạn đang có nguy cơ bị tan vỡ khi mối quan hệ xuất hiện nhiều vấn đề, nhưng chẳng ai chịu đứng ra để hàn gắn. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, cái chuyện tình cảm của bạn dần bị phai nhạt. Chính bản thân hai người cũng không có sợi dây ràng buộc về tình cảm, thì khả năng xuất hiện người thứ ba là rất lớn. Có lẽ với bạn tuổi Thìn, bạn nên thẳng thắn để trò chuyện, để cùng nhau giải quyết, để tránh tình trạng này ngày càng tồi tệ hơn. Trong công việc, ngày thứ tư này với bà tuổi Thìn cũng không được diễn ra suôn sẻ. Với bà tuổi Thìn thường xuyên mất đi sự tập trung vì những việc bên lề. Bạn mệnh cần phải điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình để không ảnh hưởng tới tín độ chung cũng như là làm mất danh dự, uy tín của bản thân mình nữa nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, vận trình có nhiều sóng gió, hạnh phúc có nguy cơ bị tan vỡ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ xuất hiện nhiều vấn đề nhưng không ai chịu hàn gắn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tình cảm dần phai nhạt, có nguy cơ có kẻ thứ ba xuất hiện. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, thường xuyên mất đi sự tập trung vì những việc bên lề. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần phải điều chỉnh lại thái độ làm việc để giữ uy tín của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 73, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với bà tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày cát khí lan tràn, giúp bạn hóa giải được những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Và dù sao thì những hiểu lầm trước đó vẫn chỉ là hiểu lầm, nếu có thể tháo gỡ thì không có gì tốt bằng tình cảm của hai người lại được mặn nồng như xưa. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, đối với những bạn đang còn độc thân thì cũng đừng quá lo lắng về chuyện tương lai, mà bạn hãy mạnh mẽ tiến về phía trước để nắm giữ hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Nếu có thể mở rộng các mối quan hệ thì bạn cũng hãy cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ, quen thêm được càng nhiều bạn mới, càng tăng xác suất tìm thấy được tấm chân thành của mình nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có thiên ấn nhập cục. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn dù càng về cuối năm càng nhiều áp lực, khó khăn cũng đầy rẫy, nhưng bản mệnh vẫn có được cơ hội để chuyển mình. Với bạn tuổi Tỵ, bạn có thể sẽ cố gắng, kiên trì, nỗ lực sẽ tìm thấy được lối đi cho mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, cát khí lan tràn, hóa giải được những khúc mắc trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tình cảm lứa đôi vẫn mặn nồng sau khi trải qua những sóng gió. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, người độc thân đừng quá lo lắng về chuyện tương lai. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, áp lực công việc lớn nhưng vẫn có cơ hội để chuyển mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, cố gắng, kiên trì, nỗ lực sẽ tìm thấy được lối đi riêng cho mình. Và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 86, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Điều này có thể sẽ gây ra không ít những khó khăn trắc trở cho bản mệnh trong ngày hôm nay, khi công việc của bạn đang có điềm báo kẻ tiểu nhân phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho bạn gặp phải họa. Đối phương vốn sinh lòng ghen tức với bạn từ lâu, chỉ chờ cơ hội này để gây khó dễ cho bạn mà thôi. Do đó, bản mệnh tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này nên giữ thái độ khiêm nhường hơn, chớ nên để người khác nắm thóp, nắm được điểm yếu của mình. Vốn dĩ từ trước đó, với bạn đang trên đà thăng tiến rất tốt, chuyện gì cũng có thể xử lý rất tốt dù chỉ có một mình. Chính điều này sẽ khiến cho bạn rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân, kẻ xấu xa chỉ muốn tranh công đoạt lợi từ bạn mà thôi. Bù lại, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm vợ chồng khá là êm đẹp, tình cảm ngày càng thêm bền chặt, nồng nàn, cũng nhờ đối phương luôn làm mới bầu không khí giữa hai người, quan tâm, chăm sóc cho bạn vô cùng là chu đáo nữa.
Về câu quýt cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, công việc của điềm báo bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, đề phòng tiểu nhân lợi dụng sơ hở để gây khó dễ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nên giữ thái độ khiêm nhường, chớ để cho người khác nắm điểm yếu. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, sơ sẩy sẽ khiến cho công sức của bạn bị uổng phí. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tình cảm vợ chồng ngày càng thêm bền chặt, nồng nàn. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với ba tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trên con đường công danh sự nghiệp gặp phải những thăng trầm bất định. Ngày này với bạn tuổi Mùi có thể gặp phải những khó khăn tưởng chừng như không thể nào vượt qua. Áp lực từ chính cấp trên và từ chính kỳ vọng của bản thân đang khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng vô cùng. Và trong những lúc như thế này, với bạn tuổi Mùi càng cần phải tự động viên bản thân mình cố gắng hơn nữa để vượt qua cảnh hiểm nghèo. Với bạn chỉ cần có tinh thần quyết tâm cao, ý chí mạnh mẽ với bản mệnh có thể sẽ bình an sau cơn giông bão. Cũng nhờ những cơ hội lần này, với bạn sẽ bộc lộ ra những khả năng tiềm ẩn mà ngay cả bản thân bạn cũng cảm thấy bất ngờ nữa. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này cũng gặp phải vấn đề bạn cần phải quan tâm nhiều hơn, nhất là trong ngày đang có thổ khí vượng. Sự thay đổi thất thường của thời tiết và áp lực từ công việc khiến cho bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu ở trong người. Và để tránh tình trạng này, bạn mệnh nên rèn luyện thói quen tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày, vừa tăng cường thể chất vừa mang lại cho bạn có được tinh thần thoải mái hơn. Và câu quýt cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, gặp nhiều thăng trầm trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, căng thẳng vì áp lực từ cấp trên và từ kỳ vọng của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, cần phải tự động viên bản thân mình để vượt qua cảnh hiểm nguy. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, khó khăn sẽ giúp cho bạn bộc lộ ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề về sức khỏe. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 91, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày có thể sẽ gặp phải những bất đồng quan điểm trong quá trình làm việc chung với người khác khi bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn nên tạm hạ bớt cái tôi của mình để lắng nghe ý kiến của đối phương xem sao, biết đâu bạn có thể tìm ra được những mặt mà mình chưa từng để ý tới trước đó. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, quá trình làm việc chung có thể sẽ xảy ra những mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi vì mọi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Và do đó, muốn công việc diễn ra được thuận lợi, với bạn cũng nên tiếp thu ý kiến của người khác. Hãy kiên nhẫn nhìn nhận theo góc nhìn của họ để nhận được sự cảm thông. Nhiệm vụ nhờ thế mà cũng có được sự suôn sẻ. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có thổ sinh cho kim. Điều này sẽ giúp cho cái vận trình tình cảm của bạn có được nhiều sự khởi sắc. Bạn và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong khoảng thời gian vừa qua.
Còn đối với những người đang còn độc thân, cũng mở lòng mình hơn khi chịu khó hẹn hò để đón nhận các cơ hội đến với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy gặp bất đồng quan điểm trong quá trình làm việc chung. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nên tạm hạ cái tôi của mình để lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ nên tiếp thu ý kiến của nhiều người để công việc được thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tình cảm có nhiều khởi sắc, tháo gỡ được những vướng mắc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, người độc thân đã chịu mở lòng mình hơn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 54, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh, và đây quả là một ngày có nhiều niềm vui với bạn. Với bạn sẽ có được những trải nghiệm thú vị trong ngày hôm nay. Cát tinh sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn có được sự khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ. Vì thế mà ngày này dù làm gì hay là đi đâu, bản mệnh cũng có được nhiều người yêu kẻ mến, giúp đỡ tận tình cho mình nữa. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang có được thực thần chiếu mệnh, điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn không ngừng tăng tiến. Bản mệnh không cần phải quá cố gắng, miễn cưỡng làm gì mà tiền bạc cứ tự chảy vào túi mình, thực sự vô cùng là may mắn cho bạn. Lợi nhuận tăng tiến một cách nhanh chóng, tạo điều kiện để cho bạn mạnh dạn thực hiện nhiều kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Và ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu như có công việc kinh doanh hay là khai trương cầu tài lộc thì bạn nên xem xét tới những hướng tốt để xuất hành, để thực hiện. Hướng tốt trong ngày là hướng Tây Nam, đón hỷ thần, hướng tài thần là cũng là hướng Tây Nam. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy đón một ngày có nhiều niềm vui và trải nghiệm thú vị. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, con đường tình duyên có được sự khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, làm gì hay là đi đâu cũng có người thương kẻ mến. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, con đường tài lộc không ngừng khởi sắc, tiền bạc chảy vào túi ào ào. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, may mắn giúp cho lợi nhuận của bạn tăng tiến một cách nhanh chóng. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 77, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có điềm báo, có thể trong ngày hôm nay sẽ gặp phải không ít những trở ngại trong công việc. Một vài rắc rối bất ngờ xảy ra, bạn bệnh phải đối mặt với những lời thị phi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thanh danh của bản thân. Con đường sự nghiệp cũng vì thế mà gặp phải không ít những khó khăn, trở ngại. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có kiếp tài đe dọa. Điều này làm cho bạn cần phải cẩn trọng nhiều hơn, kéo lại vướng phải tai họa mà tiền bạc bị tiêu tán. Trong làm ăn, kinh doanh, buôn bán, bản mệnh có thể sẽ có nhiều điều cần phải học hỏi từ những người đi trước. Đừng có hoang hoang ngạo mạn mà lại gieo thêm rắc rối cho mình, phạm phải sai lầm đáng tiếc, tiền mất tật mang. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cho nên với bạn đang cảm thấy trong người mệt mỏi, gặp phải vấn đề đường tiêu hóa, ăn uống không được ngon miệng, nhiều khi còn có cảm giác chẳng đủ sức để làm việc.
Vì vậy, với bạn tuổi Tuất, hãy chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình được tốt hơn, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý để tránh bị kiệt sức. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa có thể gặp phải không ít những trở ngại trong công việc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ gặp rắc rối bất ngờ, dễ vướng phải thị phi, ảnh hưởng tới thanh danh. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, con đường sự nghiệp gặp phải không ít những khó khăn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, cần phải cẩn trọng trong các vấn đề về tiền bạc, đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình được tốt hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 68, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hội che chở. Điều này sẽ giúp cho bạn đang có được vận quý nhân, và quý nhân xuất hiện sẽ soi đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bạn phần nào yên tâm hơn với con đường mà mình đang chọn. Bạn mệnh tuổi Hợi xác định được những điều mình muốn là gì, không quá bận tâm tới những chuyện không liên quan mà chỉ tập trung tiến về phía đích để đạt được thành công. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay lại chẳng được tốt đẹp may mắn như vậy, khi bạn đang gặp ngày có thủy xung khắc với thổ. Điều này sẽ khiến cho con đường tình duyên của bạn khá là lận đận. Có lẽ nhân duyên vẫn chưa đến thì có gượng ép cũng chẳng được gì. Bạn cũng không nên vì thế mà nản lòng, hãy cứ yêu thương bản thân mình rồi sớm muộn gì cũng sẽ tìm được ý trung nhân nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này đối với gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, quý nhân giúp đỡ sẽ mang tới cho bạn có được sự yên tâm trên con đường mà mình đã lựa chọn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, xác định được điều mình muốn để tập trung đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, tình duyên lận đận, tình cảm không thể nào gượng ép. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, chớ có vội nản lòng khi chưa tìm được hạnh phúc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 78, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!